Ok, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong những video giới thiệu xe của mình. Thì ngày hôm nay các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe tải là chở rác, hay còn gọi là xe ben cuốn ép rác nha bạn. Đây, xe này được đóng trên cái nền xe Thaco Olin 700, là 3,5 tấn của Olin 2020, máy Suzu Ergo 4 nha bạn. Đây, mình cùng đi xem cái phần quan trọng nhất của chiếc xe này là cái thùng chở rác nha bạn. Đây, thùng chở rác này là thùng bằng inox. Đây, những cái ti ben thứ lực đây, ben dầu thứ lực các bạn. Đó, này là chở rác, là cuốn ép rác vô luôn nha. Mình xúc rác vô đây để mà nó ép vô, dắt nước ra, ép rác và chặt lại để mà chở. Cái xe này là tải trọng là 2,5 tấn nha bạn. Thùng ben này là 5 khối nha, mình chở 5 khối rác 2,5 tấn đây các bạn, ben cuốn ép rác luôn nha. Rồi, đây là đóng trên cái nền xe là Thaco Olin 3,5 tấn lên cái thùng rác, mình còn lại 2,5 tấn các bạn. Đây, những cái ti ben thế lực, hồi mình sẽ có một cái video là vận hành cái thùng ben gác này luôn nha bạn, ben cuốn ép gác luôn nha. Đó, những cái ti ben đây, cái thùng này là của hãng Cao Thành Đạt, đóng là full inox 304. Đây, những cái vè trắng này là bằng inox ha, cái vỏ này là vỏ 7 nha, power. Đây các bạn, những cái cản đó bằng inox hết nha. Đó, rất ngon. Đây, phần ben đây. Đây các bạn, cái ti ben là để ben để đổ gác ra nè. Đó. Đây, những cái cần điều khiển đây. Mình không có gành, mình không có xài cái xe này, cho nên mình chỉ giới thiệu cho các bạn nào mà cần mua thì ghé bên mình để coi chiếc xe này ha. Đây, cái máy của nó là máy Isuzu 2.71. Công suất của cái động cơ này khoảng nôm na là 90 mã lực nha các bạn. Động cơ Isuzu 2.71. Đây, mọi tấc xe là đời mới luôn, kính chỉnh điện ha, máy lạnh, ghế da ngon lành, backken cái nồi hất luôn, xe chở gác mà nồi hất ghế da đâu ha, ngon lành, lên ngồi thoải mái, bật máy lạnh vivu sướng. Đây, cái cần ben đây ha, đây các bạn, cần ben nó lắp trên này luôn, mình ngồi đây mình ben giống như xe ben chở vật liệu vậy đó. Về xe đâu ha, kính thì cái kính đâu ngon lành ha, bự chán nha. Đây các bạn, xe Thaco Olin 700 3,5 tấn 2020. Xe nền về xe gác thì mình trừ xét cái thùng ra thì còn tải trọng là 2,5 tấn các bạn. Đây, tổng quan chiếc xe ha, rất là chắc chắn, rất là ngon lành. Đây, cái bình dầu của xe này là bằng nhôm luôn. Đây các bạn, bình dầu nhôm ha. Đây, cái thùng dầu ben thủy lực. Đây, có cái nắp đổ dầu ở trên đây ha, thùng dầu ben đây. Đó, có cái bảng hiển thị. Đó, thùng chở rác, cuốn ép rác. Đó, đây các bạn. Đó, xe Thaco Olin 700 3,5 tấn. Chiếc này nó giá là khoảng là 720 triệu các bạn. Chiếc này 720 triệu, tải trọng 3,5 tấn, thùng rác 5 khối. Đó, thông tin cơ bản cho các bạn biết tham khảo chiếc xe này. Đây, những cái ti ben gác đây ha, ti ben này là của hãng Cao Thành Đạt, là đóng cái thùng này đây. Đó, hãng này ở ngoài Bắc á. Đây, ti ben này những có những cái lúm để mà mình châm mỡ bò vô ha, cái nào cũng có hết. Đây, đó, để mình châm mỡ bò vô cái lúm này đây. Đây, những cái đường ống dầu. Đây các bạn, xe chở gác thì hồi mình có cái video vận hành xe này nha các bạn. Đây, xe chở gác thì thường nó lắp cái đèn cụm đèn sau nó nằm ở trên đây, với cái biển số nằm trên các bạn. À, thường mình thấy chạy ngoài đường đó, người ta ben vô nó đóng lại thì cái ở trong nó có một cái miếng ép gì thì mình ép vô.
nước chảy ra, có một khoang đựng nước riêng ở dưới đây nè. Các bạn, giá chiếc này 720 triệu. Mắc thì mắc cái thùng ben đó đó, thùng ben nó mắc gần bằng chiếc xe chứ không quay giỡn không nha. Đây, xe tải 3,5 tấn, Thaco Olin, ghế da. Các bạn, xe này ngon lắm, đẹp, xe này đẹp. Cái xe gác này đóng được trên rất là nhiều loại xe các bạn, dắt cũng được, đi dắt 65 hay là Isuzu, Vĩnh Phát cũng được, Hino, Hyundai cũng được. Mà để đó đóng Hyundai dắt giá là khoảng 8-900 nha. Đây các bạn, xe chở rác Thaco Olin. Rồi các bạn xem cái video mà vận hành cái thùng ben gác các bạn. Rồi xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Nhưng mà các bạn có mua những cái dòng xe gì thì hãy comment cho mình biết để mình quay cho các bạn tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.